Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren Hôm nay mình sẽ học phần tiếp theo Phần số 10 của tập nói tiếng Hàn Như trẻ em Hàn Quốc Hôm nay sẽ là phần 36 câu ngắn Lưu ý khi ăn những cái gì mà mình hay Nói với con cái hay là mình hay nói với mọi người Những cái lễ nghi khi mình ăn uống như thế nào đó Thì hôm nay sẽ liên quan đến chủ đề đó nha Mong là sẽ giúp ích cho mọi người Trong cái phần mà hướng dẫn nếu mà Quá nhanh thì mọi người có thể bấm cái nút mà à, cài đặt để cài đặt tốc độ cho phù hợp nha Vì tốc độ nói của mình nó hơi nhanh một tí xíu Nè, cái 시작하기 전에, kutoka chào, kukuk, đưa lời chia sẻ Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên REN channel nha Bắt đầu nha mọi người Đầu tiên, đừng kén ăn quá, đừng có kén món quá Ví dụ con ăn mảnh lửa gấp gấp tùm lum Hoặc là nó ăn món này mà nó không ăn món kia Mình có thể nói, umshikarijima 음식 가리지 마. 음식 가리지 마. 음식 가리지 마. 음식 là đồ ăn thức ăn. 가리다. ở đây nó nghĩa là kén chọn phân loại là 가리다. Ờ, uh, mình có con nít mà nó bị lạ người mình cũng dùng 가리다. Rồi chi mã một cái hành động nào đó bỏ tà. Thêm chi tách một cái nhớ tách nha mọi người. Chi mã nó mang nghĩa là đừng làm gì đó, khuyên người ta đừng làm gì đó. Tuy nhiên cái mà này sử dụng khi mình nói lối nói thân mật Tức là dùng cho bạn bè nè Dùng cho người nhỏ tuổi hơn mình Dùng cho anh em trong gia đình Còn khi mà mình dùng với người lớn Hoặc là dùng một cách lịch sự Các bạn có thể dùng là Thêm xèo Ừm khả đi xì đi Rồi Ăn ít ít thôi Ví dụ con mình đang ăn Mà nó ăn một lần Dồn một đống vô miệng á nó không ăn từ từ từ, từ mình nó ăn dùng một đống để nó làm gì đó thì lúc này mình có thể nói là chu cơm xiên mở gọi ạ Chủ cơm xiên mờ Chủ cơm Mình có chú cơm xiết. chú cơm là một ít một chút. Xiết này mang nghĩa nhấn mạnh thôi. chú cơm xiết một chút một tí tí thôi. Bọc tà là ăn. chú cơm xiên mờ gọi ồ Lưu ý cách biến âm ở chỗ này. Mình có bà chim của từ xiết. Nó có là chữ cờ. Theo sau là mờ. Thì mình có quy tắc âm mũi trong tiếng Hàn. Cờ theo sau là ma nữ. M hoặc n Thì lúc này cờ bị đọc thành ng nên lúc này mình đọc là chú cơm xin chứ không phải là chú cơm xích đâu à. cùm xinh mà Chú cơm xin mở rồi à. Ăn ít thôi, ăn từ từ thôi, ăn xíu xíu thôi. Rồi. Nhai cho kỹ vào, ăn nhai kỹ vô. Nhai cho kỹ vô, ăn nhai kỹ thì mới là lâu. <laughs> nhai kỹ nó lâu cày sâu tốt lúa đó. Việt Nam mình cũng vậy. Cúp xí bò. Nhai kỹ vô. Cúp xí bò. Dù ừ, nhai lòng dồi chẳng hạn. Nhai mấy cái món mà dai 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 á. Cúp bò. Cúp bò cúp này nó mang nghĩa là làm cái gì đó mà mà trên hai lần á nhai mình nhai trên hai lần bình thường mình nhai nhấp 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 là nuốt không phải là, này phải là nhai nhiều lần thì lúc này nó là có cái từ cúp à còn ship ta này là nhai nên khi mà người ta dùng là cúp ship ta cúp ship bò cúp ship bò cúp cúp ship bò thì lúc này mang nghĩa là nhai cho kỹ vô nhai kỹ vô nhai kỹ vô, nhai kỹ vô tiêu hóa nó mới tốt cúp cúp ship bò thì cũng tương tự nếu như là mình dùng lịch sự thì mình sẽ thêm vô cúp ship bò Cúp ship rồi Trời nó dài lắm á, nhai kỹ vô đi nhấp nhấp nuốt là tiêu hóa không được á. Cúp ship bỏ Rồi, ăn từ từ thôi. Ăn từ từ. Cái này nó khác với chủ cơm ship hồi nãy à. Chủ cơm siết là nó ăn từ 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 nhưng mà từng chút từng chút từng chút. Còn cái này á là mình ăn từ từ thôi, ăn gấp quá, ăn vội vàng vội vàng vội vàng á thì thấy mình đang ăn quá vội vàng đi. Cái người ta nói, trời ăn từ từ thôi làm gì ăn gấp như vậy. Chon chon đi mò người ạ. đi mọi gọi ạ. 천천히 먹어요. 천천히 먹어요. 천천히 theo sau là một cái động từ để làm cái gì đó từ từ. Trong trường hợp của mình làm mộc tà là ăn thì ăn từ từ thôi. 천천히 먹어요. Ví dụ như làm từ từ thôi, em làm từ từ thôi, em làm nhanh quá vậy em. 천천히 해요. Trời em làm gì mà em nói nhanh dữ vậy? 천천히 말해요. 천천히 말해요. Nói từ từ lại. 천천히 말해요. 네 좋습니다 왜 당근을 먹지 않니? 샬롯 안먹로떼는왜 당근을 먹지 않니? 왜 당근을 먹지 않니? 왜? 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 당근, 가로떼 mọc tà là ăn thêm chi ảnh thà một cái hành động bỏ tà thêm chi ảnh thả nó mang nghĩa là không bình thường á chi ảnh thà này thực ra là mình dùng trong văn nói văn viết gì cũng được nhưng mà thường người ta sử dụng chi ảnh thà nhiều trong văn viết hơn và nếu mà trong văn nói thì thường người ta sẽ dùng cái ngắn là ảnh theo sau là tính động từ không gì đó còn tính động từ mà có thể chia tính từ luôn à mà thêm chi anh thà thì thường sẽ dùng trong băng viết nhiều hơn ní khi dùng cho con nít thì mình hoặc là dùng cho người nhỏ tuổi mấy đứa nhỏ nhỏ thì mình hay dùng cái đuôi mà ní ní tính động từ ní còn khi mà mình dùng với người lớn hoặc là dùng lịch sự hơn thì mình dùng với đuôi vô đi ha chả này chi chả này á quê thằng kia nè màu chả này á quê thằng kia nè màu chả nào sao không có ăn cà rốt vậy mình có thể thay những cái dữ liệu khác vô đây ha. Ví dụ ủa sao sao không ăn kim chi vậy? Ủa sao không ăn cái món này vậy? Ồ oh, 왜 김치를 먹지 않아요? 왜 김치를 먹지 않니? 네, 좋습니다. Cái này rất là tốt cho cơ thể đó nha, rất là tốt cho cơ thể. Ăn này đi, ăn này tốt cho cơ thể lắm. Đưa nhân sâm hoặc là đưa gì đó. Ồ oh, ăn này tốt cho cơ thể lắm nha. 이거 몸에 좋아. 이거 몸에 좋아 ý có 좋아 mê 몸에 ý có 이거 ý ý là cái này mình có thể là hai người đang nói trực tiếp với nhau mình biết cái này là cái gì rồi thì mình có thể thay là cái món đó ví dụ như là ờ uh, sao con không ăn cà rốt vậy cà rốt rất là tốt cho sức khỏe thì thay vì cái cà rốt cái thằng gừng mình đưa vô đây à thằng gừng ừ mùa mê rồi thì mình có thể thay là ờ uh, cái này à mình có thể nói là từ thay thế cái này y cái này muốn mé muôn là cơ thể của mình mình có cái ngữ pháp luôn à cái này là một cái điểm ngữ pháp nhỏ thôi tức là một cái danh từ cộng với e thuật thà tốt cho cái nơi nào đó tốt cho cái việc gì đó mùm mê thuật thà mùm mê chùa tốt cho cơ thể rồi xấu cho cái gì đó thì mình có thể là thay cái chuột thà này là ăn chuột thà hoặc là nạp tư thả nè vậy thì mình có thể thêm vô nếu mình muốn lịch sự bỏ vô khi mình muốn nói thân mật ego mùa mê chùa cái này tốt cho cơ thể lắm á ăn nhiều nhiều vô ego mùa mê chùa cẩn thận nóng đó ví dụ như bưng đồ mình kêu thổi cái cái chén nóng đó nha cẩn thận đó con chú si mè cô cẩn thận nóng đó nha chú si mè tức thực ra cái này là hai cái hai cái hai cái câu khác nhau tuy nhiên là mình thường mình nói gộp vô á cẩn thận nó nóng đó chú si mè tức cô chú sim ha đã là cẩn thận mình có thể thêm lịch sử chú sim heo từ gốc từ gốc của nó là từ gốc từ gốc tả từ gốc và theo sau mình mình cộng với ngữ pháp là đuôi đuôi thân mật là a o còn đuôi lịch sử là a o u thì lúc này mình có ở đây có quy tắc nó gọi gọi là bất quy tắc à, của bà chim là chữ bờ Tính động từ của bà chim là chữ bờ mà theo sau nó là những ngữ pháp có nguyên âm. Tức là những ngữ pháp ở đây nó bắt đầu bằng chữ ngờ nè, là những ngữ pháp có nguyên âm. Thì lúc này có hai trường hợp. Bình thường, những trường hợp bình thường nếu thuộc bất quy tắc là bờ sẽ biến thành u rồi mới chia. Còn trường hợp á, thứ hai là bờ bị biến thành ô. Đối với hai cái từ là khụp tà mà nghĩa là xinh đẹp, ví dụ chị đẹp quá à. Hoặc là từ thuộc tà mà nghĩa là giúp đỡ ai đó, thuộc tà thì lúc này bờ sẽ bị biến thành u vậy thì trong trường hợp của mình không phải là cục tà không phải là tục tà thì cái chữ tư cọp này á chữ bờ sẽ bị biến thành chữ u rồi mới chia thì thành là u, câu tư câu tư co u rồi mới chia u khi cộng với đuôi vô thì nó sẽ có là u là trường hợp thứ ba là cộng với o vô, tư co rồi lịch sự thêm vô không lịch sự bỏ vô luôn ha chú chí mẹ từ co cẩn thận nóng đó, chú xí mèo, tức câu tức câu vẫn còn nóng đó, đồ ăn vẫn còn nóng mà nó cứ bắt đầu nó chuẩn bị, nó chuẩn bị muỗng, nó ăn liên tục, à, còn nóng đó, ăn là phỏng đó nha, à chi tức câu ở, à chi tức câu 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 ở đây nó cũng có hai trường hợp mọi người, à chích, một á là theo sau nó là không phải là phủ định tức là nó là khẳng định một cái là theo sau khẳng định một cái là theo sau phủ định khẳng định là sao là những cái đuôi á mà mình nói bình thường những đuôi nói bình thường còn phủ định á, mình nhớ là nó có ạ à nè không cái gì đó mình phủ định lại cái sự việc đó hoặc là một nè hoặc là ạ à, ni tà nè những cái mà không không thể không có gì đó ọp tà những cái dạng như vậy thì gọi là phủ định thì phủ định á, nó mang nghĩa là vẫn chưa ví dụ như à, à, vẫn chưa có về nữa chị vẫn chưa về nó ạ ạ nó sợ mẹ vẫn chưa về ba vẫn chưa về thì lúc nó mang nghĩa là vẫn chưa còn khẳng định là trừ những cái thằng phủ định này ra thì nó là khẳng định thì nó mang nghĩa khác đó là vẫn còn giống như trong trường hợp của mình là vẫn còn vẫn còn nóng đó ạ tức rồi thêm vô nếu muốn lịch sự ạ chết tức rồi tức rồi hãy xớt ra chén rồi ăn đi tức là một cái tô bự gì đó mà mình múc đũa vô thì người khác không có ăn được nữa nên là xớt ra chén rồi ăn đi xớt ra chén khác rồi ăn đi nha thả đến cửa xe chung rồi xớt ra chén khác rồi ăn đi thả đến cửa xe chung kim si tò đo bò thả xe rồi mình sẽ có thả thả động từ cửa anh nhìn anh đã thả đưa ta là tính từ chứ không phải động từ nha mọi người chữ khác á khác thể là khác khác nhau giống nhau thì nó không phải là động từ nó không hành động nha nó chỉ là tính chất là khác giống thôi tính từ kurit là cái chén là danh từ ở đây mình sẽ có định ngữ của tính từ tức là tính từ có bà chim in không bà chim niên danh từ thả đưa ta không bà chim nên là thêm niên vô thả đưa cái chén khác thả đừng xe danh từ cộng với e là chỗ này nó mang nghĩa là vào à chỗ hồi nãy mình gặp cái từ chỗ ở cái câu số 1 rồi là một chút một ít từng ít từng ít đó thò đó tà là mình xớt ra mình múc ra đó mình múc ra mình chuyển từ cái này sang cái kia mình múc ra bò cò ăn thì này, này mình đi chung à thò đó một tà là múc ra ăn xớt ra cái chén khác múc ra cái chén khác đi rồi ăn đi ha thả đến xe thêm vô nếu muốn lịch sự. 다른 그릇에 조금씩 덜어 먹어요. Chén này nè, ví dụ như là uh, lấy cho tôi cái chén. Ờ uh, chén này nè, lấy cho tôi cái đũa, đũa đây nè, lấy cho tôi cái gì đó thì mình sẽ có là cái câu giống như tương tự ở đây ha. 그릇 여기 있어. 그릇 여기 있어. Mẹ kêu lấy uh, cái chén. Ờ uh, mẹ, chén này nè mẹ. 그릇 여기 있어. 그릇 chén 여기 đây 있어. Có ở có ở đây nè Kruk giờ khi thì mình không dịch vậy ha Dạ, chén này nè mẹ Chén này nè cô, chén này nè chị Thêm vô nếu muốn lịch sự Kruk giờ khi Còn ví dụ mình không muốn nói cái chén nữa Mình muốn nói cái khác thì mình cứ thay vô Kruk Ví dụ như là uh, uh, Lấy cho ba uh, cái đũa đi Chẳng hạn Chokkarak 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 Hoặc là, uh, lấy, cho ba, uh, đi, Hoặc là uh, lấy cho ba miếng khăn giấy đi Khăn ướt đi Bird tissue paper tissue chẳng hạn Shoe. Đó. mình cái gì đó thì mình có thể nhét vô mình thay thế nha oh tissue rồi gì sẽ tissue rồi gì sẽ rồi xe cũng được chìa khóa hay cái gì đó mình có thể thay thế bất cứ cái gì mà mình muốn nha hãy đợi đến lúc nguội đi ví dụ như đồ ăn còn nóng lắm đợi đợi chút cho đến lúc nó nguội rồi ăn con sugar tê gà gì khi ta gì khi ta đợi cho đến lúc nguội đi sugar tê gì 기다려 ta là nguội, nguội mình có thể nói là đồ ăn nguội, cái gì đó nguội hoặc có thể là tình cảm nguội lạnh, tình yêu nguội lạnh. Sarang shikoso, sarang tình tình cảm, tình yêu, tình yêu nguội lạnh rồi. Trời ơi, sống với nhau 7 8 năm mà tình yêu nguội lạnh. Sarang ni shikoso. Rồi, ư, rir Trong trường hợp này khi cái gì đó một cái hành động hoặc là một cái tính từ có và chim thêm 을 không bà chim bỏ tà, thêm chữ r làm bà chim cho nó. Rồi thêm tê Khi à. Anh nghe anh Khi, khi nó nguội. Và mình có là kazi. Một cái danh từ mà thêm kazi. Nó mang nghĩa là đến danh từ. Thì đến khi nguội. Xí gửi tê kazi. Khi đa đi Đợi. Thêm vô nếu muốn lịch sự Bỏ vô thân mật. Xí gửi tê kazi. Hãy đợi đến lúc nguội đi à. Xí gửi tê để cứ để đó đi cứ để đó đi ví dụ như là ờ uh, ừ uh, chén bát á chưa ăn xong mà kêu ờ uh, con dẹp nha con dẹp nha mình dẹp nha ờ cứ để đó đi để chút nữa mẹ dẹp cho cứ nhân nạ đồ cứ nhân nạ đồ cứ nhân nạ đồ ờ em làm cái này cho ờ cứ, để đó đi để đi cứ nhân nạ đồ ờ cái chuyện này tôi làm cho ờ uh, uh, cứ nhân nạ đồ cứ nhân cứ cứ gì đó nạ tôi ta là để lại đó đi để nguyên đó đi tôi ồ cứ nhắn nạ tôi ồ cứ ô, cứ thả ô, cứ hoặc là dạy dỗ con cái cũng vậy à, cứ, cứ để nó vậy đi đừng đừng có rầy nó quá à, cứ nhắn tôi ồ có nhiều người ở khu ở dưới này đẹp tờ, đẹp tôi có lúc lại nói như vậy nha cái này bị hỏng rồi cái này hư rồi trong trường hợp này mình có ví dụ như đồ ăn á đồ ăn mà mình để lâu ngày quá nó bị hư nó bị hôi ôi thiêu á hoặc là ví dụ như là cái trái cái cây của mình á cái cây của mình nó bị dập nó bị hư á ví dụ như trái chuối chẳng hạn mình để lâu quá cái nó bị úng hoặc đồ ăn trái cây mình để úng thì lúc đó mình dùng là ý có sang hết rồi ờ ý sang hết rồi sang hết rồi cái này sang hết rồi từ sang à a tà nó có nghĩa là úng thôi úng uh, thối rửa ôi thiêu á rồi mình chỉ quá khứ đã bị ví dụ hai người đã biết cái đó là cái gì rồi mình có thể thay thế là ý có cái này cái này bị thiêu rồi này thiêu rồi mẹ ơi ý có sang hết sợ này hư rồi mẹ ơi ý có sang hết sợ hư đã anh ơi ý có sang hết sợ đổ đó ví dụ như đang bưng đổ mà vừa bưng vừa, vừa đi con mà nó bưng vừa đi vừa, vừa nói chuyện vừa giỡn á học chi đà đổ đó nha học chi đà đổ đó nha học chi rinh đà từ gốc của nó là tả đổ động từ thì lúc này mình có cái cách lối nói trong văn nói thân mật á mình sẽ nói với người nhỏ tuổi hoặc nói một mình á thì lúc này mình hoặc nói với bạn bè cũng được thì lúc này có bà chim động từ có bà chim thì mình sẽ thêm là ninh đà không có bà chim thì mình sẽ thêm chữ tà thôi à, <laughs> không có bà chim biến nó thành có bà chim rồi thêm chữ tà thì trong trường hợp này op từ góc của nó là vậy không có bà chim nên mình dùng cái trường hợp là thêm chữ n vô rồi thêm chữ ta nói với người lớn thì không nói vậy ha op chiri còn khi mà mình nói á nói là đổ rồi kìa op rư rồi lúc này á nó lại có một cái quy tắc nữa là quy tắc của chữ rư luôn á mọi người để ý chỗ này ha chữ rư chữ rư là mình nhớ ngay đến cái chữ Mùi Lèo 모르다 thì nó thành là mũi đưa tài thành là mũi lèo thì tại sao nó thành mũi lèo thì nhớ lại là mình sẽ áp dụng được quy tắc của chữ rư tức là một cái tính động từ nào đó mà kết thúc với chữ rư phía trước nó không có bạch chim mới được nha thì lúc này á mình sẽ có ba bước khi theo sau của nó là những ngữ pháp có nguyên âm mà là nguyên âm a hoặc là nguyên âm o ha ví dụ như là ao hoặc là ao so Aoyahata, Aokajiguo những cái ngữ pháp mà bắt đầu bởi ao như vậy á, thì mình mới áp dụng được đó là đầu tiên mình sẽ bỏ gặp ao thì mình sẽ có là ư mất thành là op chi r thôi op chi r rồi bước thứ hai là mất thì mình sẽ thêm bước thứ hai là thêm thêm gì thêm chữ r hay còn gọi là double r thêm chữ r vào làm bà chim của thằng đứng trước nó ọp chi r thì mình sẽ thêm chữ r vô đây ọp cộng với r bước cuối cùng là chia chia thì chia đuôi á chia đuôi mình đang nói là đuôi gặp a o thì lúc này mình mặc định là a o vô luôn đi ha thì lúc này chia đuôi là gì chia đuôi là mình sẽ có là cái chữ r này là phải chia a o vô nè mà nó không có là nguyên âm thì lúc này mình mượn cái nguyên âm đứng trước của nó Chứ ao vô là phải có nguyên âm. Y thì sẽ cộng với o u. Trường hợp số 3, 옵칠어요. ạ chưa quá khứ 옵칠었어요. 옵칠었어요. Rồi nhớ phần này nha, đổ đó nha. Ốp 진짜. ạ Đừng có nhìn chỗ khác, đang ăn mà cứ không có chịu tập trung vô ăn, nhìn chỗ khác. Đang học bài mà cứ nhìn ngơ ngơ chỗ khác thì lúc đó đe mà tăng mà anh đang đi với em mà anh nhìn ra vậy tăng mà mà anh đừng có nhìn chỗ khác nha Tan để ở đây mình có cái chữ tan này á nó mang nghĩa là khác á nó là từ thả đưa đà khác à cộng với định ngữ của động từ động từ có bà chim nha nẻo Chỉ gì vậy? động từ với tính từ lộn xộn xà ngầu hết nha <laughs> nẻo thả đưa ta nãy mới nói xong là thả đưa ta thả đưa ta đó là tính từ ông nội ơi nó lúc này là tính từ ta đưa thì thành là ta có bà chim thêm in không có bà chim thêm niên xong xong đó mới là danh từ d là nơi thôi ha cái nơi cái chỗ nào đó té rồi cái chỗ này thả đà đưa tan thì không có bà chim thêm niên tan đẹp nơi khác pu đà là nhìn chim mã nói rồi ha đừng xi mã xéo lịch sự tan vui mà xẻo đang kiểm tra sức khỏe đang khám sức khỏe mà nhìn đi qua nhìn lại tan thế vui mà xẻo tan thế vui mà xẻo phải ăn cho sạch sẽ chứ ăn cơm mà ăn trong cái chén cơm còn quá trời hộp cơm luôn cái cái gì thả bỏ coi gì vô thêm vô cái cái gì thả bỏ coi gì cái thả bỏ coi gì cái cái gì thả bỏ coi cái nó là một cách sạch sẽ tha hết bột tà ăn á à, oi á ở đây là cái ngữ pháp á, mà động từ a à, o ya ha tà ha mà nghĩa là phải làm gì đó và khi mà mình ghép với cái ngữ pháp chiếu là, là ngữ pháp chí chiếu xác minh cái gì đó chứ phải không đúng không khi mà mình nói cái trường hợp này là đang là trường hợp quở trách ha phải ăn cho phải ăn cho sạch sẽ chứ thì lúc này mình có thể mình bỏ cái ha tà này đi mình nói ngắn lại ha và mình ghép hai ngữ pháp vô thì nó thành là a o chiều còn nếu mình không muốn thì mình sẽ thêm là a o ha chiu. mình ghép vô đây cũng được ha bỏ tà ra tùy tâm thôi ha văn nói thì thường là người ta cố gắng người ta rút gọn tối đa nên lúc này là nó thành ngắn vậy đó cái cái si thà bộ coi phải ăn cho sạch sẽ vô chứ đừng đem đồ ăn ra chơi nha mấy cái đứa con nít á thường thường á vừa ăn mà vừa chơi 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 lấy đồ ăn ra dọc dọc thì ba mẹ la con không có lấy đồ ăn ra chơi nha không có đem đồ ăn ra chơi nha ừm xí cật ừm xí cật cu chẳng cu chẳng cu chẳng giống bà mẹ đang la con vậy đó ừm xí đồ ăn khát khát tả khát tả này mình nhớ nó là từ viết tắt của từ khát gì đã mang ra đem ra đem mang á có nữa ha đem đồ ăn ra rồi cô hai cái động từ đi với nhau cô động từ một cô động từ hai nó mang nghĩa là và hoặc là rồi khi hai hành động hai hành động mà mình liệt kê trước sau thì mình hay dịch là rồi còn hai hành động mình liệt kê hai hành động thôi thì mình sẽ dịch là và đem đồ ăn ra rồi chẳng nan chi đà chẳng nan chi đà nó mang nghĩa là đùa giỡn đang giỡn nhảy giỡn trứng giỡn đang đùa giỡn chẳng nan chi đà rồi chi mà rồi nhớ luôn chi mà đừng cái gì đó thêm xèo Nếu muốn lịch sự mà trong trường hợp này có lịch sự nổi không ha 음식 갖고 장난치지 cu 음식 갖고 chi 마세요 mà 갖고 장난치지 마세요 cu chẳng năn Ví dụ như trong trường hợp mà lấy bánh kem mà trét lên mặt đó Thì mình cũng có thể nói trong trường hợp mà mà, mà, mà kính kính ngữ lịch sự được ha 음식 갖고 장난치지 cu năn Nè xí không được giỡn trên bàn ăn trên bàn ăn mà nhảy giỡn con mình là chuyên gia luôn ông nội luôn <laughs> nhảy giỡn trên bàn ăn phập sang hề so sẵn nên chi nên gò nhà không có được giỡn trên bàn ăn nha phập sang hề so sẵn nên chi nên gò sang hề so sẵn nên chi nên gò sang Bặp sang sang này là cái bàn á trong từ chất sang á bàn học á Bặp là cơm thì cái bàn cơm thì mình hay tiếng việt mình hay gọi là cái bàn ăn á e gió ở rồi chẳng nên si đã là đùa giỡn mình có ninh go à nhà. nên go này á là mình có định ngữ của động từ thì hiện tại động từ bỏ tà thêm nên sau đó là danh từ cái việc mà làm gì đó cái việc mà đùa giỡn ở trên bàn ăn thì à nhà, không phải là vậy đâu thì lúc này mọi người lưu ý ha cái ngữ pháp mà danh từ ica ga anita à, nó mang nghĩa là không phải là danh từ không phải là cái việc đó đâu tuy nhiên những cái câu nói trong văn nói bình thường nó còn có nghĩa là mình không được làm cái việc đó đó à nha ý đó kia không phải làm vậy đâu ví dụ như vậy đó thì lúc này mình sẽ dịch là không được giỡn trên bàn ăn không có giỡn với bàn ăn là không có được đâu nó có nghĩa vậy nè bập sang nghe do chẳng nên chi nên à nha bập chẳng nên à đang ăn đừng có ra khỏi chỗ đang ăn mà nó cứ chạy qua chạy lại nó đi ra khỏi chỗ ngồi đó, thì lúc này mình có thể nói thọ nhân một tờ đang ăn tối nha đang ăn tối thiếu chữ tối mia nè thiếu chữ tối thọ nhân một tờ cả trả đi tứ gì mà thọ nhân một tờ cả chẳng đi tứ gì mà thì con nít thì thường ăn tối ăn sáng ở nhà thôi còn ăn trưa thì ăn ở trường rồi nên là mình có là thọ nhân một tờ cá trả đi gì mà thọ bữa ăn tối hoặc là buổi tối một tà là ăn rồi thả ca một cái hành động số 1 thả ca rồi một cái hành động số 2 tức là làm cái gì đó rồi nhưng lưu ý à thả ca thì nó mang nghĩa là hành động số 1 đang làm chưa hết mà băng qua hành động số 2 thì lúc nào mình dùng thả ga thọ nhân một tà cả, ăn tối rồi thả đi cái chỗ tư tà là mình rời khỏi cái chỗ hoặc là mình máy bay mà máy bay thiên kia tốt sợ biến ga biến nó mang nghĩa là bay luôn á ha nên lúc này là rời khỏi chỗ đi tư tà đừng đang ăn tối đừng có rời khỏi chỗ đừng có đi ra khỏi chỗ ngồi à ăn là ăn xong xong ăn cho xong cơm rồi mới đi chứ vừa ăn xong mà đi tới đi lui đi qua đi lại thì con nên ảnh đêm gì ta thọ nhân một ta cả đi tư mà đang ăn tối đừng có đi ra khỏi chỗ rồi mình có lưu ý cách phát âm ở đây luôn nha hồi nãy có nói một lần rồi đó là âm mũi Bà chim là chữ cờ theo sau ma nữ tức là chữ m hoặc chữ n Thì lúc này cờ bị đọc thành ngờ Thọ nhân chứ không phải là chó nhóc à Trong cái mán chỗ này đánh lộn Thọ nhân bọc ta gà Thọ nhân bọc ta gà Sả đi tư gì mà Khi ăn không được đi qua đi lại Thì cũng na ná giống cái thằng kia thôi Nhưng mà nó là quà ta gà ta Ha Nó sẽ là dùng cái từ khác à, Mình đi qua đi lại đi tới đi lui 밥밥 밥 먹을 때 미안해요. 밥 먹을 때 왔다 갔다 하는 거 아니야. 리와리 아니야. 밥 먹을 때 왔다 갔다 하는 거 아니야. 밥 먹을 때 왔다 갔다 하는 거 아니야. 네 문제가 밥 먹다, 밥 먹다, 밥라끔 먹다 라앙. 이의각아무구나 bà chim là bờ theo sau mọc tà nó thuộc về âm mũi giống như ở trên vậy đó ở trên thì mình có là cờ gặp ma nữ bây giờ là bờ gặp ma nữ thì mọi người bờ gặp ma nữ mọi người nhớ giùm mình cái chữ này là xong simnita simnita cái đây là một cái trường hợp rất dễ à thuộc về âm mũi bà chim là chữ bờ theo sau ma nữ tức là m hoặc n thì lúc này chữ bờ mình đọc là simnita chứ mình đâu có đọc là sipnita đâu nên lúc này là chữ bờ này sẽ bị đọc thành chữ m 네. 밥 먹을 때, 밥 먹을 때, rồi khi ăn, 을, rilte, mới nói lúc nãy rồi, đó là động từ 을. Có bà chim ư không bà chim thêm r, làm bà chim cho nó tắt một cái te khi, khi, ăn, 밥 먹을 때, 왔다 갔다 하다. Đây là nguyên một cái cụm động từ, à, 왔다 갔다 하다. Đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, 왔다 갔다 하다. Nên có giống như cái trường hợp hồi nãy là không được không được làm cái gì đó nên có nên ngữ của động từ thì hiện tại à nhã không được khi ăn thì không có được đi qua đi lại à nha thậm mò kute ta ta nên gò à ngồi vô chỗ đi à, chuẩn bị bày hết đồ ăn ra rồi à, bạn mời bạn ngồi vô chỗ hoặc là con ngồi vô chỗ đi 제 자리에 앉아 제 ra 앉아 제 자리에 앉아 제 앉아요. Thêm vô nếu muốn lịch sự. ra là cái chỗ nhưng mà chỗ nó đã được định sẵn à. Ví dụ như là sách đó, sách mình lấy sách ra, cái mình kêu con, con để lại cái chỗ cũ đi. đi cua trà Thì lúc này cái chỗ mà đã được định sẵn là nó nằm ở đó rồi đó. Thì lúc đó là đi 자리 Chỗ nào nó mình lấy ở đâu thì mình đặt lại ở đó. ra đi Anh ta ngồi. E anh ta, E mới nghĩa là vào ngồi vào cái chỗ của con đi ngồi vô chỗ đi Chế ra đi ảnh anh ta ra đi anh đừng có cầm đũa rồi chạy nhảy con nít mà cầm đũa chạy nhảy lỡ mà nó té cái này nó thọc vô mặt là chết luôn ha. thọc vô miệng á chất karak tử tia đừng có cầm đũa rồi chạy nhảy nha chất karak tử gu tia chất karak 들 gu, 뛰어 다니지 마. chất ở đây là đũa. Ở <laughs> là cầm. cô <laughs> hồi nãy nói rồi, động từ một, cô <laughs> động từ hai. tức là, và hoặc là rồi, rồi, 뛰어 다니다. chạy nhảy à, chạy nhảy, chạy nhảy, nhảy lung tung, lung tung lung tang, 뛰어 다니다. chứ mà, đừng. chất karak 들 gu, 뛰어 다니지 마. chất karak 들 gu, 뛰어 다니지 마. không được rồi ví dụ đang ăn mà đang ăn bún à, mà con mình nó chưa có xài đũa được giỏi đó nó ăn bún mà nó gấp không có được á nè hoặc là mình làm cái gì đó mình làm trời bài tập hoài mà dịch không ra tha đẳng nè đang làm cái gì đó mà không có được không có được tiến triển tốt thì lúc này mình dùng tha đẳng nè tốt ảnh là không không được không được thì lúc này nó chỉ mang nghĩa nhấn mạnh cái sai này nó nhấn mạnh thôi còn cái gốc của mình là ảnh đẹp tuyệt đà từ gốc của nó là thuê đà được không được hạnh đề đà xa hẳn đề tả những mạnh à quá khứ tuyết tại sao tại vì làm xong rồi mà mình thấy nó đã không được thì mình dùng quá khứ nè tính từ động từ bỏ tà thêm neo cảm thán không có được rồi trời ơi không có được đã làm không được thêm vô nếu mình muốn lịch sự rồi luyến âm triệt để à xa đành đến nèo xa đành nèo đành sống được ta? Không được rồi Sao đành lên Lưu ý cách phát âm ở đây ha Từ tuyết tà Khi mình đọc Tết á Là cái bà chim của mình là chữ tờ Tết Chứ không phải là tuyết sờ Tết là chữ tờ Bà chim là chữ sờ Khi đứng ở vị trí bà chim Thì nó sẽ đọc là tờ hết à Và theo sau của nó là ma nữ tiếp thì lúc này giống như trường hợp bà nãy là âm mũi đó Ma nữ là thấy âm mũi rồi đúng không Thì tờ sẽ đọc thành nờ xa đạnh đen nẻo, không phải là tuyết đâu à, xa đạnh đen nẻo. rồi nói lại cái âm mũi cho mọi người nhớ luôn ha âm mũi chỉ có ba trường hợp thôi một là cờ hai là bờ ba là tờ ba đứa này đứng ở vị trí bà chim mà theo sau gặp ma nữ tức là gặp âm mũi mờ nờ thì nó sẽ bị biến thành âm mũi biến thành âm mũi chữ cờ sẽ biến thành chữ ngờ chữ bờ sẽ biến thành chữ mờ và chữ tờ sẽ lúc này biến âm sẽ thành chữ nờ đó, cái này là quy tắc âm mũi nha mọi người nhớ cái này nằm lòng như mình nha sao à, nèo con ăn bằng nĩa nha tức là mình thấy nó ăn mà không được ăn bún ăn mì mà ăn không được cái mình lấy cái nĩa ra mình nói là, à, ăn bằng nĩa không con muốn ăn bằng nĩa không mẹ đưa cho nĩa đưa cho cái nĩa nha pukuru 먹을래 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 này là cái nĩa Ru. mình có một cái gì đó có bà chim ư rô, không có bà chim thêm rô, nó mang nghĩa là bằng. Có thể là bằng phương tiện gì đó, bằng cách nào đó, ư ừ rô, rồi phu khư rô bằng nghĩa, mọc tá, ăn. Ngữ pháp của mình có là động từ có bà chim thêm ư, không bà chim ri làm bà chim cho nó, rồi thêm lẻ. Đây là một cái trường hợp mà hỏi ý kiến. Thân mật, bạn có muốn làm gì đó không? Hoặc là bạn có thể làm gì đó không? Tức là mình hỏi ý kiến là có muốn làm vậy không? Muốn một cái lè muốn ăn gì ạ à? vô quán ăn muốn à, cái em muốn ăn gì hoặc là mình có thể mình hỏi khi ồ, bạn có thể giúp tôi một chút không chung thủ lẻo thì lúc này nó mang nghĩa là có muốn làm gì đó hoặc là có thể làm gì đó không rồi pokeru bộ lẻo con ăn bằng đĩa nha lưu ý cách phát âm nha và chim chữ r theo sau chữ r nữa thì cái chữ r thứ hai này mình cũng đọc là l luôn à chữ r nằm dưới vốn dĩ nó đã đọc là chữ l cong lưỡi lên rồi chữ thứ hai đọc l luôn trở dễ bò kề một gul... đánh lưỡi lên lê một lê một lê thêm vô nếu muốn lịch sử Pokro, kro một lê phô một lê chắc là phải tập dùng đũa thôi con mình nó thằng nhỏ nó dùng đũa cũng được rồi nhưng mà lúc mà nhỏ nó chưa có dùng được á thì mình phải luyện nó với lại người việt mình cũng vậy á khi mình ăn á ở việt nam mình mình hay ăn bằng đũa tre đũa tre thì nó rất là dễ cầm mà nó nhẹ nữa qua hàng thì ăn bằng đũa sắt ăn bằng đũa sắt thì cầm rất là khó và nó gấp rất là khó lúc mà mình mới ăn mình phải luyện tập cả một tháng trời mới, mới gấp đũa được gấp bằng đũa đũa sắt được luôn á nên lúc này là người lớn cũng phải luyện tập đó, chứ chứ phải nít không chất ca đắc chi dẫn chất chất chắc phải luyện tập dùng đũa à chất ca chất Sokarak là đũa à, một cái hành động gì đó mà lặp đi lặp lại ví dụ như dặn chi chi qua lại qua lại gấp thì mình cũng gấp tới gấp vui lớp xuôi gấp ngược nên lúc này là mình sẽ có Sokarak chil là cách dùng đũa mình dùng đũa à. rồi sư pa tả sư là luyện tập lưu ý cách phát âm như mình nha bờ gặp hờ thì lúc này nó thuộc trường hợp của âm bật là bờ bậ. gặp hờ thì lúc này pa chim sẽ mất chữ hờ này đừng có để ý đến chữ hờ mà mình chỉ để ý chữ bờ thôi âm bật của chữ bờ là chữ pờ nên lúc này là dọn sư pèo dọn sư pèo không phải là sư pè ha mà là sư pè sư pè chữ bờ này mình không đọc dọn sư pèo rồi là luyện tập ao ya giống như cái trường hợp là ao ya chỗ vậy đó động từ của mình a o ya -hada. là mình phải làm gì đó và khi theo sau nó là ngữ pháp chắc chắc mình đoán cái gì đó chắc sẽ cái gì đó trong tương lai thì mình sẽ có là cộng với kết tà ngữ pháp hai ngữ pháp kết hợp với nhau mình có thể là lược bỏ cái phần sau này là ha tà mình nhét cái kết vô đây luôn là dọn sư pea kết tà cái tả cái đuôi tà mọi người nhớ ha à. đối với thì quá khứ khi mình nói trong văn nói thân mật hoặc là trong văn viết thì mình chỉ cần thêm chữ tà thôi chứ mình không có thêm là sim ni cái này là lối nói thân mật hoặc là lối nói dùng trong văn viết mình nói với con mình mình lớn mà ta lớn ta có quyền hoặc là nói một mình mình cũng có thể sử dụng cái đuôi này nha khi mà có đồ ăn trong miệng á, thì không có được nói cái này hồi nhỏ mình cũng có học là ờ ba mẹ đang ăn mà nói là <목소리도 안 되었네요> 네. 중매, 이 음식이 입 안에 있을 때 이야기하면 안 돼요. 음식이 입 안에 있을 때 이야기하면 안 돼요. 음식이 입 안에 있을 때 이야기하면 Anh đều. câu này nó hơi dài luyện tập xíu nha mọi người. Mình sẽ tách vế ra. Tách vế ra mình sẽ có vế đầu là tới chữ khi à, ướm siết đồ ăn. Ip là cái miệng của mình. À anh là bên trong. Y bạn liếng âm qua trong miệng. E mà mình có danh từ e có ở nơi nào đó. Rồi tới ừ riu té hồi nãy có nói rồi khi khi mà dịch từ đuôi lên à khi cái gì có khi mà đồ ăn có ở trong miệng thì 이야기하면 하면 안 돼다. 안 돼. Mình sẽ có cái hành động gì đó, có bà chim ưmyeon. Không bà chim bỏ chữ ư đi, còn myeon. 안 돼다. Đây là một cái trường hợp mà cấm à, không được làm gì đó. Nếu mà làm hành động phía trước thì không được, thì không được gì đây? 이야기하다, nói chuyện. Khi có đồ ăn trong miệng thì không được nói chuyện. 음식이 입 있을 때 이야기하면 안 돼. 템요, 너무 랬어. 안 돼요. 네, 음식이 입 안에 있을 때 이야기하면 안 돼요. 장 마이, đồ ăn trong miệng nó phọt ra ngoài nó 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 phun ra ngoài sao? Mình đang ăn, mình đang nói, mình đang cười, mình đang nói, đang ăn, đang nói thì đồ ăn phun ra ngoài thì rất là mất lịch sử, rất là dơ à. 이 반에 음식물이 튀어나오잖아. Nói con à, con đang ăn không có nói nha. 입 안에 음식물이 튀어 나오잖아. 입 안에 음식물이 튀어 나오잖아. Damn yo, 누군가 써. đồ ăn không đâu ai đó. 입 안에 음식물이 튀어 나오잖아. 입 là cái miệng, an là bên trong, 입 안에 ở trong miệng. 음식물 음식물 là đồ ăn h mọi người. mình nói là 음식 cũng được, 음식물 cũng được. ha. Lưu ý cách phát âm. cờ theo sau ma nữ nhớ lại âm mũi cờ theo sau ma nữ thì cờ đọc gì mọi người cờ đọc thành ngờ nha ưm sinh chứ không phải là ưm xích đâu hả à? ưm sinh mùi ưm sinh mùi đồ ăn Chia nào ta Chia nào ta cái từ chì ta nó mang nghĩa là nổi nổi bật nhưng còn có nghĩa là phóng ra nữa lọt ra ngoài Chia nào ta là nó Phụt ra ngoài nó rớt ra ngoài hoặc nó lồi ra ngoài Chia nào ta ví dụ như là ưm mặc đồ mà cái gì đó nó lòi ra ngoài á ví dụ như, mặc áo mà áo có một chỗ nó lòi ra ngoài mình cũng có là thể dùng là theo nào cả rồi tha ngữ pháp tính động từ bỏ tà thêm tranh thả đây là cái ngữ pháp gì đó mà hoặc là chẳng phải vậy sao chẳng phải là em đã nói với anh rồi sao xác minh đó hả hoặc là cái chuyện gì đó mình nói, biết là người ta cũng biết như vậy á mình nói lại xác minh những mạnh ở à, ý bà Mì theo anh cũng biết vậy mà sao làm vậy Nè sao nào Tiếp theo Tôi sẽ cẩn thận Dạ con sẽ cẩn thận thưa mẹ Chú sim hai kẹo ờ, Em sẽ cẩn thận thưa sếp Chú kẹo ờ, Anh sẽ cẩn thận em ơi Chú sim hai kẹo Chú sim ha tà có nghĩa là cẩn thận Mình có cái ngữ pháp Động từ có bà chim thêm ư Không bà chim bỏ tà thêm chữ r Làm bà chim cho nó Rồi thêm kẹo Cái này không tách ra nha mọi người Kẹo Nó mang nghĩa là sẽ Người nói là tôi nha chứ không phải là người khác nha tôi sẽ làm gì đó mang nghĩa là mình có thể mình hứa con hứa với mẹ là con sẽ không có thức khuya nữa đâu hoặc là anh hứa với em gì đó hoặc là thể hiện cái ý chí ờ, mình sẽ làm cái điều gì đó cái người nói phải là tôi nha tôi chứ không phải là ai khác chú mai Dạ tôi sẽ cẩn thận con sẽ cẩn thận mình sẽ cẩn thận khi ăn đừng có chép miệng khi ăn đừng có phát ra tiếng ăn mà chẹp 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 miệng là người ta nói là không có được á phúc ra hại hoặc là rất là bất lịch sự người người ăn chung chung sẽ rất là thấy khó chịu 먹을 cứ 소리 내지 đi nè gì mà 내지 cứ 먹을 때 đi nè gì mà mò cứ tè xu đi chấp chấp đi rồi 먹을 cứ 먹 là ăn hồi nãy giờ nói hoài cái ngữ pháp khi luôn à khi ăn thì 소리 đi đi nè đà là phát ra tiếng chi mà đừng thêm xéo những mảnh ở à, miền lịch sử bỏ cái tè xô đi nè chứ bà xéo khi ăn đừng có chết miệng nha ví dụ mấy người làm mọc băng á mấy cái uh, mọc băng là khi mà ăn mình ăn mình quay video lại á, thì người ta đâu có chết miệng đâu để chép miệng là vô trọng là nó cái video của mình nó bị hư á. <laughs> là bỏ cái tè xô đi nè chứ bà xéo ăn là đừng có chết miệng nha Đừng có bỏ quá nhiều thức ăn vào miệng một lần tức là đừng có ăn một lần mà đừng ăn quá nhiều thức ăn. Đừng có múc thức ăn, múc đồ ăn đổ vô miệng nhiều quá. 한꺼번에 너무 많이 입에 넣지 마. này nói với con lít thôi 한꺼번에 너무 많이 입에 넣지 마. 한꺼번에 너무 많이 입에 넣지 마 hăng co bên nè hăng co bên nè hăng co nè một lần à ví dụ như làm hết một lần ăn hết một lần làm gì một lần thôi tôi làm một lần đúng một lần hăng co bên nè tất cả hăng co bên nè mưa rất quá mà này. nhiều lưu ý cách phát âm thằng này nha chữ hờ theo sau nguyên âm là chữ bắt đầu bằng chữ ngờ câm không đọc luyến âm thằng còn lại lên nên lúc này ở dưới bà chim không còn gì hết mà chỗ này là chữ nờ mani đi bà y bé vào miệng nốt thả nốt thả là bỏ, bỏ vô đâu bỏ vô miệng, 입에 넣다 치마 đừng 한꺼번에 너무 많이 입에 넣지 마세요 mình đừng có bỏ gì vô quá một lần ví dụ như à, nấu bún đi bỏ một lần vô quá nhiều hoặc là mình làm gì đó mình bỏ một lần vô quá nhiều là không có được một lần mà bỏ vô đó muối vô chắc bằng chát luôn quá thì lúc này mình có thể sử dụng mình thay thế là bỏ cái gì đó vô à đừng có bỏ quá nhiều đồ ăn vô một lần cái này mình đang nói về ăn uống nên là mình dùng thức ăn còn các bạn có thể dùng đổi những cái khác ha. thức ăn bỏ vô gì bỏ vô miệng mình có thể đổi bỏ vào nồi bỏ vào chén gì đó hoặc là bỏ vào nồi ném bí các bạn có thể biến cái tấu cái câu này thành một cái câu khác mà các bạn thích nha hoặc là phù hợp với tình huống của mình han ko bon e nổ múa mà đừng có bỏ quá nhiều đồ ăn vô miệng một lần đừng có gác chân lên bàn ăn nha đang ăn ăn cơm mà gác chân lên bàn ăn là không được nha shikake uli không có gác chân lên bàn nha con shikake pai kumchi uli không có gác chân lên bàn à 식탁에 발꿈치 올리지 마. 식탁 식탁 là bàn ăn, dùng riêng cho bàn ăn nha. E làm cái gì e? để lên, gác lên. 식탁에 올리다 발꿈치 발꿈치 là cái gót chân á, gót chân của mình á, để cái gót chân lên bàn. Uli đã để lên, bỏ lên, gác lên. đừng thêm xéo lịch sự. Sức thà kê bài cung chi ủi lì bài chi Có rất là nhiều người có thói quen là gác chân lên bàn. Mình có thói quen là mình ngồi, mình ngồi, mình ngồi chéo chân đó. tức là ngồi trên ghế mình cũng hay ngồi, <laughs> ngồi hình chữ V đó, giống như ngồi thiền vậy đó. Để... <laughs> Tiếp theo đừng mở cửa tủ lạnh hoài mở cửa tủ lạnh hoài là tốn điện lắm hư tủ lạnh đó con nén răng của muốn nè xả dư chứ mà đừng có mở cửa tủ lạnh hoài nén răng của muốn nè xả dư chứ mà nén mấy đứa con nít là nó hay mở tủ lạnh coi trong tủ lạnh có gì đó. mở ra mở vô mở tới mở lui mở xuôi mở ngược mở hoài nén răng của tủ lạnh mở cửa nẹn chân cô muốn cửa tủ lạnh chưa làm cái gì đó thường xuyên giỏi tà mở chứ đừng đừng có mở tủ lạnh thường xuyên tức là đừng có mở tủ lạnh hoài á người nam hay nói đừng mở tủ lạnh hoài con nẹn chân cô muốn chả chú giỏi chứ mà đừng có đóng cửa quá mạnh ví dụ đang bực mình gì đó đi ra ngoài đóng cửa cái ầm hoặc là đóng cửa tủ lạnh đứng từ xa nó dập thủ lạnh Vô con mình lâu lâu nó làm nhé nó đi lên luôn mun nó muốn xé cái thật chứ mà mun nó muốn xé cái thật chứ mà mun nó muốn xé cái thật chứ vợ là cửa mình nói chung thôi mình có thể nói cái cửa gì đó nền trăng cô mướn cũng được ha nó muốn quá xé ghê Xê tà nó mang nghĩa là mạnh một cái tính từ mà cộng thêm chữ kê nó mang nghĩa là một cách mạnh một cách mạnh quá thật ta là đóng chứ mà đừng đừng có đóng cửa tủ lạnh mạnh quá con mưa nọ mua xe cái thật chứ mà mưa nọ mua xe cái thật chứ mà xe ở ăn tối xong rồi chơi vừa đang ăn mà cứ đang ăn vừa đang ăn vừa muốn chơi vừa đang ăn vừa muốn chơi cái mà nói ăn tối xong rồi chơi ăn cơm xong rồi chơi ăn xong rồi chơi thọ nhân mộ kinh thà mẹ đủ đà thọ nhân mộ kinh thà mẹ đủ đà thọ nhân mộ kinh thà mẹ đủ đà làm cái gì xong rồi làm cái gì đó thọ nhóc bữa tối hoặc là buổi tối mộc tà là ăn lưu ý ha cờ theo sau ma nữ cờ đọc thành ngờ nha thọ nhân mộc tà ăn tối mình có cái ngữ pháp một cái hành động gì đó có bà chim ưn không bà chim niên thả ư mê sau khi làm hành động gì đó sau khi ăn thọ nhân mộc kinh tà mê đùi tà là chơi đủ đầy ó lịch sự mê rồi Ăn tối xong đi rồi chơi. Ăn tối trước đi. Ví dụ như là ờ à, à, bây giờ đã bụng quá à, mà ba chưa về. Trời, ăn trước đi. Thôi ăn trước đi. Bận cho, chờ nhân mò co. Bận cho, nhân Hoặc là chồng mình nó không ăn ở nhà kêu. Em, em ở nhà em ăn cơm trước đi. Bận cho, chờ nhân cho, làm cái gì đó trước. Thường theo sau là động từ. Làm cái gì đó trước à. Chờ nhóc. Bữa ăn tối, một tả, ăn, lưu ý lại gặp ma nữ, cờ gặp ma nữ, thì cờ đọc thành ngờ, thò nhon mò cỏ. Thêm vô nếu lịch sự. Món cho thò nhon mò cỏ. Món cho thò nhon mò cỏ. Ăn ăn tối trước đi à? Không đợi ba cũng được. Ở, ba hôm nay ba về trễ lắm không đợi cũng được. Appa를 안 기다려도 되. Appa를 안 기다려도 되. Appa를 안 기다려도 되요 ba đứa ảnh khi ta đưa tôi appa ba ảnh có nhắc hồi nãy có một lần dính tới nó rồi ảnh theo sau tính động từ thường dùng trong văn nói nó là dạng ngắn mà nghĩa là không còn nếu mình muốn dạng dài thì là tính động từ Chi ảnh thả rồi không gì khi ta đi tà đợi mình có à o thu thể tà một cái hành động gì đó à o thu Thuê tà ngữ pháp được làm gì đó hoặc làm gì đó cũng được. Không đợi cũng được. 아빠를 안 기다려도 돼요. 네, 아빠를 안 기다려도 돼요. 네, 오늘 여기까지만 하겠습니다. Hôm nay tới đây thôi nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. anh 네, 안녕.